cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Đây là một con người cao quý trước mặt Chúa. Anh cũng vậy, anh cũng vậy. Về mặt giá trị của con người, khi tin nhận Chúa, chúng ta bằng nhau. Chúng ta là anh em và chúng ta bằng với nhau. Nó lạ lùng, cái tình yêu của Chúa là như vậy. Các anh đang sống ở trên một đất nước mà người ta tin Chúa rất là nhiều, đúng không? Người ta tin theo Thiên Chúa rất là nhiều. Thì tại sao nó là như vậy? Nên bây giờ mình sẽ khám phá ra nó tại sao người ta tin Chúa, rồi cuộc đời của người ta nó có nhiều cái sự thay đổi. Thì bây giờ các anh chỉ cần quyết định thôi, thật lòng mình, chứ không có một cái nghi ngờ nào cả, thì các anh sẽ kinh nghiệm được. Nó sẽ quyền diệu ở chỗ là sẽ thay đổi được cái cuộc sống của các anh hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ sẽ được thay đổi đó. Nhưng mà anh từ nào giờ anh có cầu nguyện chưa? Chưa phải không? Có, nhưng mà có nhiều lúc cái lúc mà mình cầu nguyện thì nó lại không được, nó lại không được gọi là đến một cái lòng mà giống như là mình ao ước không được. Bởi vì coi như chưa được thông thả, vướng bận một cái vấn đề gì khác rồi mà mình thảnh thơi thì mình mới nghĩ đến cầu nguyện. Nhưng mà có đôi lúc được ngay. Tôi không biết nói điều này có đúng với các anh hay không, mà tôi xin lỗi trước nghe. Tôi xin lỗi nếu các anh đã sống ở nơi đây, ở đây cái khu vực này thì đối với các anh hình như đó là các anh không cần suy nghĩ bận biểu gì của cái gì của những ngày hôm qua hết. Không đâu, miễn là có sống mỗi ngày cho nó được, có công việc làm rồi có sống. Ý tôi nói không biết ở đây nè các anh á, ý nói nhìn tôi nói chưa hết lời. Ý là có bận biểu gì gia đình vợ con hay là bây giờ chỉ lo cho bản thân không? Nói chung là mình lo bản thân đó thì chưa có thì nói gì vấn đề gia đình đó chưa. Có ý là tôi muốn nói ngay đó, có nghĩa là bây giờ chỉ lo xoay quanh cho cái cuộc sống mình thôi, là về những người thân hoặc là gia đình gì đó mình không có nghĩ tới. Tại sao thì mình lo chưa, mình chưa xong mà làm sao mình sẽ nghĩ tới phải không? Nhưng mà buổi chiều hôm nay nếu các anh, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh cầu nguyện, và các anh sẽ làm một ý nghĩa hơn là các anh sẽ làm cho người thân của mình. Sẽ làm bằng cách gì phải không? Cầu nguyện cho họ. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các anh. Có nghĩa là chúng ta có thể là mình còn một ai đó mình không có từ nào giờ mình không nghĩ tới họ, mình không giúp đỡ họ được cái gì đó, nhưng bây giờ mình sẽ có cơ hội, mình mời Chúa bước vào cuộc đời của mình, rồi mình cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho một người nào đó, để rồi người đó đó họ sẽ một ngày nào đó họ có sự thay đổi và họ nó quyền. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm được cho những người khác nữa. Bây giờ nha, bây giờ đó, giờ anh là anh Phước, anh lại Bảy Hình Sự, Hiếu. Rồi tôi xin lỗi khi mà tôi không nhớ tên nên tôi sẽ nhắc anh. Bây giờ tôi sẽ gợi ý cho anh, rồi anh sẽ tự cầu nguyện được không? Tôi gợi ý thôi. Ví dụ như tôi gợi ý nha, con cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay, Chúa đã dùng sự đứng nói Chúa cho con biết. Con biết rằng Chúa là đã yêu thương con. Bây giờ đây con bằng lòng con xin Ngài. Điều mà con cầu xin Chúa đó là thương xót những tội lỗi, cái lỗi lầm nào con trong những ngày qua. Mà nó thật là mình. Và giờ đây xin Chúa cho con trở thành một người mới. Con bằng lòng tiếp nhận Chúa kể từ hôm nay vào đời sống của con, là Chúa làm cha, là người hướng dẫn con, để con có được một đời sống mới trong những ngày tới. Con thấy là con nói là anh là họ tên là gì? Họ Vũ. Vũ Phước. Có thể anh nói là Chú ơi, con là Vũ Phước của chiều hôm nay. Con bằng lòng tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong đời con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài.
nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Đơn giản như vậy thôi. Sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho các anh, được không? Được. Còn con nói là nhưng mà nó có nhiều cái này. Được. Vậy còn vậy là lòng anh còn ngăn cách quá. Anh thẳng một chút xíu, anh đừng có suy nghĩ. Cuộc đời mình sống đã vậy rồi. Cái anh cái để cho anh mà nói nghe nè, không có vậy. Bây giờ tôi muốn nói buổi chiều hôm nay á, trong đức tin á, trong đức tin anh nói với Chúa rằng Chúa con là tên này nè. Thấy không? Ngay giờ này. Hay là tôi sẽ hướng dẫn cho anh. À, điều đó chắc cũng cần một sự hướng dẫn. Nhưng ý tôi nói á, là bây giờ vấn đề tôn giáo mày á là tôn giáo, tôn giáo tin lành khác nhau cái gì đúng không? Nhưng mà vấn đề tôn đồng mình chỉ là tôn giáo, mình chỉ cần đọc những lời người ta yêu cầu chấp nhận. Mình học dưới mình mừng tôn trọng Chúa trong lòng mình. Chúa Giêsu có nói sống cứ đường giữa mà tôi đi dẫn theo không đâu là thay đổi người là có hạt nước trên sỏi đá sẽ là nước trên đất tốt của tôi là cái hạt nước trên sỏi đá. Anh không nên suy nghĩ như vậy mà anh thấy mình này, anh là một hạt giống rơi nơi rớt nơi đất tốt, có nghĩa là anh nói là sỏi đá đó, thật ra là ma quỷ lên nó cướp đi đúng không, con chim trời đến nó lấy đi, nhưng mà anh nói là Chúa con là hạt giống tốt là đúng nhưng mà đất tốt thì anh sẽ thấy được sự thay đổi. Thì mày á khi mà hạt giống thì bây giờ gãi chúng ta đã coi đây xin nói gãi xuống, nếu mà rất không tốt phục giống nó sẽ không mọc. Tại vì đó, nếu mà này, là những người mà hậu chịu giống này, nó đã mọc tôi đã lên cái nảy mầm nó thành cây rồi, rất nó phải tốt. Anh tự trong lòng của anh nói rằng chỉ vậy đó. Nói rằng sao nó giống như cháu gái, tôi sẽ cầu nguyện rằng cả cái tình thương của Chúa đưa chúng tôi đến đất nó tốt hơn nhờ lời Chúa cầu bầu. Bây giờ nói nhiều nhiều, bây giờ tôi nói nghe này, mày có đọc một anh câu sẽ nghĩ là có điều cả. Ok, quý trọng Chúa, thích lòng Chúa là ok anh. Cái đọc giờ đó là vậy thôi. Giờ ăn giỏi, mày nói được, sao mà mày giải thích được cái gì đây ra? Tại mình vô, em dốt, mà con người thẳng thắn. Tiếp nhận con, trong lòng em có cầu nguyện từng con quyết tâm đưa hai cái đầu gối quỳ xin Chúa để mà cho tới gần, cho con tới gần Chúa mà để mà sau đó tôi sẽ cầu nguyện tới gần Chúa. Mặc dù mình không có ai giác đâu mà cũng coi như lòng mình quyết gần Chúa, mà chưa có để mà con đường mình đi. Rồi bây giờ thì bây giờ á bây giờ mà cái trả lời được hay không như đã để cho một người em mà còn có gia đình vợ người mới chết người trả lời được hay không sẽ quyết được cái đức tin của các anh nơi Chúa buổi chiều hôm nay. Mà tôi thưa với các anh rằng buổi chiều mai nếu trong lòng của các anh tin Chúa thật là một quyết định vô cùng quan trọng. Buổi chiều hôm nay có trời, có đất, có những con người đến đây để có thể hướng dẫn các anh rất là quan trọng. Và tôi tin rằng buổi chiều hôm nay là buổi chiều quyết định sẽ thay đổi cuộc đời các anh, thay đổi một cách tích cực. Và giờ đây chúng tôi sẽ giải thích thêm. Bây giờ đây tôi và các anh sẽ nhắm mắt lại và hướng lòng về Chúa một cách hoàn toàn. Và mình suy nghĩ một điều rằng Chúa đang hiện diện ở tại nơi đây. Ngài đang đến và tìm và cứu vớt những con người hư mất. Chúa Giêsu Ngài đã đến, và Ngài đã đến với những con người thấp hèn nhất của xã hội này.
để Ngài làm gì? Để Ngài đó, để Ngài làm ơn cho cuộc đời của người đó. Giờ đây các anh sẽ cầu nguyện theo tôi nha. Kính lại Chúa Giêsu của kính lại Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Vì buổi chiều hôm nay, Chúa cho con một lần nữa, biết về tình yêu của Ngài, và giờ đây, con bằng lòng, tiếp nhận Chúa, làm cứu Chúa trên cuộc đời con, trong cuộc đời con. Chúa ơi, con biết rằng cuộc đời của con trong những ngày qua, có những tội lỗi, có những lỗi lầm, và giờ đây, con cầu xin huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy cuộc đời con, tha thứ hết những tội lỗi cho con, và ngay giờ phút này, Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng con, giúp đỡ con để con trở thành một con người mới. Và giờ đây, Chúa ơi, xin Ngài tiếp nhận con, làm con cái của Ngài. Đây là ý muốn thật lòng trong cuộc đời con. Con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Và các anh yêu rằng tôi sẽ cầu nguyện cho các anh. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì buổi chiều hôm nay chúng con có cơ hội và đến đây thăm những người anh em của chúng con tại nơi đây. Nhưng mà con tin rằng Chúa yêu thương cuộc đời của các anh trong những ngày tháng qua. Và giờ đây con cầu nguyện để xin Chúa Ngài làm ơn, để rồi kể từ ngày hôm nay cuộc đời của các anh sẽ được thay đổi. Chúa ơi, tất cả những người què đến với Chúa Giêsu, Ngài chữa lành. Đối với những con người đang gặp những khốn khó đến với Chúa, Ngài ban cho người đó có một sự sống và sự sống thay đổi. Giờ đây con tin rằng Thánh Linh của Chúa đang sẽ là đấng thay đổi cuộc đời của các anh ở tại nơi đây. Và giờ đây con công bố rằng những con người này là những con người giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Kể từ cuộc đời của anh từ ngày hôm nay sẽ được thay đổi, và Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của các anh để làm chứng cho nhiều người khác trong những ngày tháng tới nữa. Con tạ ơn Cha nhiều lắm. Một lần nữa con dâng các anh trong vòng tay của Ngài. Xin Chúa Ngài bảo vệ, gìn giữ, giúp đỡ các anh luôn luôn bước đi theo đường lối của Chúa, để Chúa là đấng sẽ dẫn dắt vào cuộc đời của các anh trong những ngày tháng còn lại. Con tạ ơn Cha. Con dâng các anh trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hết thảy chúng con hiệp ý và cầu nguyện trong nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Buổi chiều hôm nay á là